thưa quý khán thính giả, khoảng 500 người biểu tình trước Tổng lãnh sự Trung Cộng và Lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam tại thành phố San Francisco lúc 11 giờ sáng ngày 24 tháng 7 năm 2013. Khoảng 500 người tham gia cuộc biểu tình, trong đó có khoảng 400 người Việt và khoảng 100 người Philippines và một số truyền thông Mỹ Việt. Cuộc biểu tình của hai sắc dân Việt Phi để phản đối Trung Cộng đã lấn chiếm và xâm chiếm biển đảo trên Biển Đông thuộc chủ quyền quốc gia của họ. Người Việt tại hải ngoại tổ chức cuộc biểu tình ở San Francisco, Washington DC còn nhằm phản đối Chủ tịch Cộng sản Việt Nam ông Trương Tấn Sang sang Hoa Kỳ hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào ngày hôm sau 25 tháng 7 năm 2013 và để yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cùng chính phủ Hoa Kỳ có những biện pháp áp lực nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Ông Nguyễn Phú, Chủ tịch Hội HO San Francisco, đứng ra tổ chức cuộc biểu tình này. Ông kêu gọi cộng đồng người Việt khắp nơi tham gia và phối hợp với cộng đồng Philippines tạo thành cuộc biểu tình hai sắc dân Việt Phi rầm rộ nhất và lớn nhất từ trước tới nay tại thành phố San Francisco. Kính thưa quý khán thính giả, bên cạnh chúng tôi là ông Nguyễn Phú, là hội trưởng của Hội HO San Francisco, là người đứng ra để mà kêu gọi cuộc biểu tình ngày hôm nay và đã được đông đảo thành đồng hương tham dự. Thưa ông, đến bây giờ là 12 giờ 20 phút thì đã có những hội đoàn nào từ nơi nào đã đến tham dự cuộc biểu tình này ạ? Kính thưa quý vị, anh cầm dừng máy. Cho đến giờ phút này thì chúng tôi thấy có rất nhiều đồng bào từ Nam Cali, Bắc Cali mà những đơn vị đã được ghi danh với chúng tôi như Hiệp hội Người Việt San Diego, Ủy ban Liên kết Đấu tranh 08406, Cộng đồng Người Việt Sacramento, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali, Liên Ủy ban Chống Cộng sản Tay Sai Nam Cali, Thanh niên Cờ Vàng Nam Cali, Thanh sinh Phó Đức Chính, Tổ chức Hương Việt, Thanh niên Truyền thống Việt, Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại, Hội Cao Niên San Francisco, Cộng đồng Người Việt Tốt Tình, Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc Cali, Cộng đồng Người Việt Bắc Cali, Lương Tâm Công Giáo, Cộng đồng Người Việt San Rafael, Cộng đồng Quốc gia Bắc Cali, Lực lượng Sĩ quan Thủ Đức và phong trào vận động. Nhiều đoàn thể đã đến và chúng tôi sẽ bổ túc sau. Luật sư Rodel của cộng đồng người Philippines cho biết, vào đầu tháng 7 trong một cuộc họp của các ngoại trưởng hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Brunei, các quan chức Trung Quốc đã bắt đầu cuộc hội nghị bằng cách tuyên bố rằng nếu Philippines tiếp tục khiêu khích Trung Quốc, một phản công sẽ khó thể tránh. Đề cập đến hành động gần đây của Hải quân Philippines gửi quân đến đảo Aurangzeb Reef, chỉ cách khoảng 105 hải lý từ đảo Palawan trong vùng 200 hải lý đặc quyền kinh tế của Philippines và gần 600 hải lý từ các cơ sở gần nhất của Trung Quốc. Hơn nữa, cuộc biểu tình này để phản đối Bắc Kinh cách đây đúng một năm, ngày hôm nay 24 tháng 7, đã thành lập thành phố Tam Sa và thiết lập quân sự trên toàn biển Nam Trung Quốc. Người Philippines tổ chức ngày toàn cầu phản đối chống lại sự xâm lược của Trung Quốc vào ngày 24 tháng 7 năm 2013 với các cuộc biểu tình phản đối dự kiến trước Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Trung Quốc trên toàn thế giới. Tại Philippines sẽ có một cuộc biểu tình lớn trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Makati. Tại New York, các cuộc biểu tình sẽ được tổ chức ở trước Liên Hợp Quốc. Ở San Francisco, cuộc biểu tình được tổ chức tại Lãnh sự quán Trung Quốc. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay ngày 24 tháng 7 năm 2013, chúng tôi đang có mặt tại Tổng lãnh sự của Trung Cộng tại thành phố San Francisco. Thưa quý vị, đằng sau chúng tôi là tất cả những nhiều đồng bào tại Sacramento, San Francisco, San Jose, Oakland, v.v. Và San Diego cũng đã lên tham dự cuộc biểu tình ngày hôm nay. Và bên cạnh chúng tôi là luật sư Nguyễn Tâm. Hôm nay chúng tôi hợp tác với luật sư Rodel của Philippines, của người Mỹ toàn nước Mỹ đó, để biểu tình trước lãnh sự Trung Quốc là vì cái hòn đảo Ayujin á là chỉ khách đảo Palawan có 85 hải lý, mà đảo Palawan là đảo mà đón tiếp bao nhiêu người Việt Nam tị nạn. Vì thế họ rất là xúc động được sự yểm trợ của người Việt Nam đứng lên chống Trung Quốc chiếm đất của họ, chiếm đảo của họ. Và họ không ngờ là cộng đồng người Việt Nam chúng ta tới rất là đông, lần đầu tiên một buổi tình vĩ đại kết hợp giai dân tộc và đông đảo như thế. Anh ở thành phố nào đến ạ? Tôi ở Sacramento ạ. Anh đến đây từ lúc mấy giờ? Dạ, chúng tôi đến đây lúc 11 giờ. Anh thấy có cảm nghĩ gì về cái cuộc biểu tình này ạ? Tôi rất phấn khởi là có rất nhiều người Việt Nam đã đến đây để biểu tình chống Trung Cộng, chống chính sách bành trướng của Trung Cộng. Tôi vẫn hy vọng tất cả những người Việt Nam ở trên đất Mỹ, trên toàn thế giới và tất cả những người Việt Nam hiện tại ở Việt Nam
hãy hướng về đất Mỹ để thấy là chúng tôi hãy còn hướng về đất mẹ và luôn luôn muốn tranh đấu một nước Việt Nam được dân chủ, được tự do và mọi dân chúng được hạnh phúc. Anh dành cho xin biết tên của anh ạ. Tôi tên Nhàn Lê. Chúng tôi ở vùng Sacramento, xuống đây cùng tham gia với biểu tình với nước bạn là Philippines. Và chúng tôi rất là phấn khích để mà tham dự cái cuộc mà đấu tranh để mà dịch cái xấu xa của Trung Quốc. Nó là một nước lớn mà nó ăn hiếp các nước nhỏ. Đại đội bữa nay khí thế rất là hùng hồn, chú Mỹ Lợi rất là cảm động thấy tinh thần của người Việt tị nạn cộng sản và người Philippines nói chung, tất cả đều tham gia biểu tình chống Trung Quốc và chống cộng sản Việt Nam. Trung Quốc là cái nước đã cậy cái thế lực lớn để mà đàn áp người dân Việt Nam, bắn giết người dân, ngư dân của Việt Nam. Chúng tôi đến đây là để phản đối, hoàn toàn là phản đối người Trung Quốc đã cậy cái thế lớn của mình để mà đi uy hiếp tất cả những các cái nước khác ở Đông Nam Á. Là không khí của cuộc biểu tình rất là phấn khởi. Và chúng tôi thấy là Việt Nam, nhân dân Việt Nam cần phải đoàn kết với nhân dân Philippines để chúng ta cùng đánh đuổi cái kẻ thù chung là Trung Cộng đã xâm lăng cái biển Đông Nam Á của chúng ta. Lúc 12:30, cộng đồng người Việt rời nơi đây để đến lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam cách đây khoảng 30 phút đi bộ. Riêng cộng đồng Phi vẫn tiếp tục biểu tình trước tổng lãnh sự quán Trung Cộng. Đúng 1 giờ trưa, trước lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam, cuộc biểu tình bắt đầu, mời quý vị theo dõi như sau. Kêu gọi của ban tổ chức tề tựu nơi đây để nói lên sự quyết tâm tranh đấu cho một nước Việt Nam thật sự không cộng sản, cho sự vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải và cho một thể chế tự do, dân chủ, nhân quyền. Chúng ta có thể khẳng định với sức mạnh đoàn kết của cộng đồng trong và ngoài nước, ta quyền cộng sản Việt Nam sẽ bị sụp đổ. Ba đạo Trương Tư Lâm và bè lũ cộng sản hèn với giặc ác với dân. Ba đạo cộng sản Việt Nam lũ tay sai bán nước. Ba đạo ta quyền cộng sản Việt Nam bỏ tù các nhà đấu tranh yêu nước. Trân trọng kính chào quý vị. Và tự do cho toàn dân ở trong nước đối với nước Việt Nam chúng ta. Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn toàn thể đồng hương và đặc biệt là những đồng hương cùng chúng tôi ở Nam Cali đi từ 12 giờ đêm để tới ngày hôm nay tham dự hai cuộc biểu tình này, và chúng tôi xin hẹn như các tổ chức ở Bắc Cali cũng như ở Sacramento, ở San Francisco trong những cuộc biểu tình sắp tới. Vì Việt Cộng còn đây thì chúng ta còn biểu tình dài dài. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể đồng hương. Ngọc Phương Nam cùng với lại năm đoàn thể anh chị em với đồng hương Nam Cali cùng với lại 14 người tại Hiệp hội San Diego cùng một chiếc xe bus đi lên tới đây là 11:45.
tập trung tại nơi lãnh sự quán của Việt Cộng. Ngọc Phương Nam cùng các anh chị em lên đây, điều thứ nhất là phản đối sự hiện diện có mặt của Trương Tấn Sang, chủ tịch nước của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội, hiện diện tại Hoa Kỳ, và yêu cầu đòi hỏi Tổng thống Obama phải nếu như mà Việt Nam có human rights thì mới có những cái sự thương thảo, thương thuyết. Và thứ ba nữa đó là lên đây để đòi hỏi thả tự do cho anh Điếu Cày, vì hiện nay Cộng sản Việt Nam đang bưng bít thông tin khi anh Điếu Cày đã đến ngày thứ 32 tuyệt thực và tình trạng nguy kịch của anh đang có thể là rất là nguy kịch. Trả lại đây cho quân nhân quyền được sống như trai hùng, tự hào cùng tôi mau sống là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân làng Việt Nam. Ngày hôm nay khối 8-6 có mặt tại Francisco để cùng với các đoàn thể đồng bào tại Francisco lên án Cộng sản Việt Nam là một đảng hèn với giặc và ác với dân. Đảng Cộng sản Việt Nam đã liên tục đàn áp các người đấu tranh trong nước, những thanh niên yêu nước. Khối 8-6 kêu gọi tất cả quý vị, các đoàn thể cùng tham gia vào khối 8-6 cũng như ủy ban liên kết đấu tranh để cùng nhau chúng ta đấu tranh, yểm trợ hiệu quả cho cao trào Trung Quốc nội. Xin cảm ơn quý vị. Bắc Cali, Nam Cali, San Diego và tất cả các đồng hương tại vùng phụ cận của Bắc Cali đã tụ tập hôm nay để gọi là nói lên cái tiếng nói thay cho đồng bào trong nước không nói được, thay cho tất cả những người đang bị tù. Chúng ta hãy nắm tay lên với nhau để cùng một lòng đứng lên để đòi lại cái quyền tự do của con người, quyền lại làm chủ của dân tộc Việt Nam. Nói chung là cái tinh thần của đồng bào mình lúc nào cũng cao ngất hết, cứ chống cộng chống Trung Cộng lúc nào cũng sẵn sàng, con người bỏ thì giờ bỏ công sức để đến những cái nơi biểu tình ngay trước tòa Trung Cộng, trước tòa lãnh sự Việt Cộng. Thì chúng ta mong rằng ở trong nước cũng như hải ngoại như khắp toàn thế giới, đồng bào lúc nào cũng nhớ tới Việt Nam, nhớ tới gọi là cái lịch sử mà chúng ta đã từng bị tàu đô hộ cả ngàn năm, và cái lịch sử mấy chục năm này bị Cộng sản Việt Nam gọi là đè đầu cày cổ. Trương Tấn Sang không xứng đáng là cái người đại diện, bởi vì cái tính chất độc đảng, tính cách thiếu dân chủ, tính cách không bầu mà có của Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng Trương Tấn Sang không xứng đáng là đại diện cho tất cả người Việt ở Việt Nam chúng ta. Trước hết để ủng hộ cái phong trào đấu tranh của các bạn trẻ trong nước, để tăng cái tinh thần cho các bạn là luôn luôn là hải ngoại luôn luôn quan tâm đến các bạn. Điểm thứ hai là chúng tôi đến đây để nhắc nhở và yêu cầu Tổng thống Obama khi gặp Trương Tấn Sang phải đặt vấn đề nhân quyền trước, khi giải quyết được các vấn đề nhân quyền thì mới thể có thể nói chuyện được các vấn đề hợp tác khác giữa Mỹ và Việt Nam. Kính thưa quý vị, trước ống kính của chúng tôi là chị Cao Thị Tình, chủ tịch của Lương Tâm Công Giáo. Thưa chị, theo chị thì Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải làm như thế nào để hải ngoại không còn biểu tình nữa? Tôi nghĩ là ai cũng biết cái câu trả lời. Tức là Đảng Cộng sản Việt Nam họ phải từ bỏ cái đảng của họ đi để mà tạo lập ra một cái cuộc bầu cử dân chủ có cái sự tham gia rộng rãi của toàn dân cũng như các đảng phái đối lập, thì lập ra một cái chính phủ mà đại diện cho toàn thể các thành phần dân chúng trong cái tinh thần tự do dân chủ, thì chỉ đến khi đó thì cái người dân Việt Nam mới là gọi là tâm phục khẩu phục cái chính quyền lập ra. Còn bây giờ cái Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền cai trị người dân bằng bạo lực, bằng dùi cui, bằng súng đạn và nhà tù, chứ không phải là do cái ý của người dân muốn. Để nói lên tiếng nói phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cam tâm bán đất dân biển cho quan thầy Trung Cộng, phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đàn áp những nhà dân chủ đấu tranh trong nước
lên tiếng để đòi tự do dân chủ cho người dân Việt Nam, phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đàn áp các bạn thanh niên sinh viên yêu nước. Điển hình là gần đây là bạn sinh viên Nguyễn Phương Nguyên, cũng như là sinh viên Đinh Nguyên Kha và nhạc sĩ Việt Khang, vân vân. Em là Dung Nguyễn, đến từ thành phố Anaheim. Cảm tưởng của em hôm nay là rất vui vì em biết rằng đồng bào hải ngoại không bao giờ quên những đồng bào thân yêu của chúng ta ở quê nhà. Và chúng em là những người trẻ, thì chúng em xin các bạn trẻ hãy đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, vì chúng ta luôn luôn nghĩ về quê hương đất nước của chúng ta, không bao giờ chúng ta quên quê hương của chúng ta. Phái đoàn của miền Nam Cali và Phú Gia đã đến đây để phản đối những điều mà Trung Cộng đã đàn áp dân tộc của chúng ta, và yêu cầu chính quyền Trung Cộng và chính quyền Việt Nam cho tự do, tranh đấu cho tự do, dân chủ, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Đúng một tiếng đồng hồ sau, lúc 2 giờ, đoàn biểu tình kéo quân tiến vào bên trong lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam. An ninh của building đã ngăn cản. Nhà báo Huỳnh Lương Thiện kể lại diễn tiến sự việc như sau. Tướng Bình Như là đã tự nhiên được nói rằng chúng ta yêu cầu Tổng trưởng Nguyễn Bá Hùng phải xuống đây để lắng nghe cái tiếng nói của đoàn biểu tình ngày hôm nay. 3 lần, 4 lần, 5 lần kêu gọi, Nguyễn Bá Hùng không hề dám xuống, cho nên đoàn biểu tình đã chuẩn bị một phái đoàn qua bên kia. Thưa quý vị, chúng ta qua bên kia, vừa bước lên tầng cấp thì chúng tôi gặp ngay security, là ban an ninh của cái vòi quy này, đã được yêu cầu trước của Tổng trưởng Nguyễn Cộng là ngăn chặn không cho phái đoàn của chúng tôi tiến lên. Chúng tôi yêu cầu họ phải gọi điện thoại, họ nói là Nguyễn Bá Hùng không có ở đây. Chúng tôi yêu cầu gọi điện thoại lần thứ hai, họ nói họ đã gọi rồi nhưng mà không có ai ở đây cả. Và thưa quý vị, họ nói rằng chúng ta phải di chuyển ngay, không có thì họ kêu cảnh sát. Chúng tôi yêu cầu họ kêu cảnh sát ngay, thì họ hội họp lại với nhau và họ nói rằng chúng tôi không yêu cầu, chúng tôi không kêu cảnh sát. Quý vị muốn đứng đây bao lâu? Ngắn thôi, 5 phút thôi, và chúng tôi ở đó vào khoảng trên 10 phút đồng hồ. Thưa quý vị, hàng trăm đồng bào đã hô to khẩu hiệu đã ra biểu cộng trên 10 phút đồng hồ. Đó là những gì chúng ta đã đạt được ngay phía bên kia trước mặt tòa tổng sự biểu cộng ở San Francisco. Cảm ơn quý vị. Again, I would like to thank your support, the Vietnamese community, everybody here, and we need our support to each other, and we need to continue our fight. Tôi là Tiên, vợ của anh Đỗ Thành Công. Hôm nay thì ông xã không có mặt vì bận việc. Thì tôi cá nhân lên đây để ủng hộ cái cuộc biểu tình của cộng đồng khắp nơi trở về đây. Rất nhiều người ở đây để đã đảo cái chuyến đi của ông Trương Tấn Sang đến Mỹ tham để gặp Tổng thống Obama. Thì mọi người tới đây để đả đảo cái chế độ cộng sản tàn ác này, và riêng tôi thì tới để ủng hộ cái cuộc tuyệt thực của anh Điếu Cày, anh nhà báo Điếu Cày, và cầu mong cho anh được vạn sự bình an, và hy vọng là tính mạng của anh được an toàn, được ổn định ở trong tù. Và xin anh biết là ở ngoài này, ở xã hội, ở ngoài hải ngoại cũng như trong quốc nội, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ anh, ủng hộ cái cuộc tuyệt thực của anh. Và cầu mong mọi điều tốt lành đến với anh, và cầu mong rằng anh sẽ được tội nguyện những cái đòi hỏi của anh, và nhà cầm quyền cộng sản phải đáp ứng những lời yêu cầu của anh và không giam anh ở trong ngục tối nữa. Cuộc biểu tình đã kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Mỹ Lợi tường trình từ San Francisco. Trung Quốc là cái nước đã cậy cái thế lực lớn để mà đàn áp người dân Việt Nam, bắn giết người dân, ngư dân của Việt Nam. Chúng tôi đến đây là để phản đối, hoàn toàn là phản đối người Trung Quốc đã cậy cái thế lớn của mình để mà đi uy hiếp tất cả những các cái nước khác ở Đông Nam Á. Là không khí của cuộc biểu tình rất là phấn khởi, và chúng tôi thấy là Việt Nam, nhân dân Việt Nam cần phải đoàn kết với nhân dân Philippines để chúng ta cùng đánh đuổi cái kẻ thù chung là Trung Cộng đã xâm lăng cái biển Đông Nam Á của chúng ta. Lúc 12 giờ 30, cộng đồng người Việt rời nơi đây để đến lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam cách đây khoảng 30 phút đi bộ. Riêng cộng đồng Phi vẫn tiếp tục biểu tình trước tổng lãnh sự quán Trung Cộng.
Đúng 1 giờ trưa, trước lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam, cuộc biểu tình bắt đầu. Mời quý vị theo dõi như sau. Đã đáp ứng lời kêu gọi của ban tổ chức, tề tựu nơi đây để nói lên sự quyết tâm tranh đấu cho một nước Việt Nam thật sự không cộng sản, cho sự vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải và cho một thể chế tự do, dân chủ, nhân quyền. Chúng ta có thể khẳng định với sức mạnh đoàn kết của cộng đồng trong và ngoài nước, ta quyền Cộng sản Việt Nam sẽ bị sụp đổ. Ba đảo Trương Tân Lâm và bè lũ Cộng sản hèn với giặc ác với dân. Ba đảo Cộng sản Việt Nam lũ tay sai bán nước. Ba đảo ta quyền Cộng sản Việt Nam bỏ tù các nhà đấu tranh yêu nước. Trân trọng kính chào quý vị. Và tự do cho toàn dân ở trong nước đối với nước Việt Nam chúng ta. Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn toàn thể đồng hương và đặc biệt là những đồng hương cùng chúng tôi ở Nam Cali đi từ 12 giờ đêm để tới ngày hôm nay tham dự hai cuộc biểu tình này. Và chúng tôi xin hẹn như các tổ chức ở Bắc Cali cũng như ở Sacramento, ở San Francisco trong những cuộc biểu tình sắp tới. Vì Việt Cộng còn đây thì chúng ta còn biểu tình dài. Kính thưa quý khán thính giả, khoảng 500 người biểu tình trước Tổng lãnh sự Trung Cộng và lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam tại thành phố San Francisco lúc 11 giờ sáng ngày 24 tháng 7 năm 2013. Khoảng 500 người tham gia cuộc biểu tình, trong đó có khoảng 400 người Việt và khoảng 100 người Philippines và một số truyền thông Mỹ Việt. Cuộc biểu tình của hai sắc dân Việt Phi để phản đối Trung Cộng đã lấn chiếm và xâm chiếm biển đảo trên Biển Đông thuộc chủ quyền quốc gia của họ. Người Việt tại hải ngoại tổ chức cuộc biểu tình ở San Francisco, Washington DC còn nhằm phản đối Chủ tịch Cộng sản Việt Nam ông Trương Tấn Sang sang Hoa Kỳ hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào ngày hôm sau 25 tháng 7 năm 2013 và để yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cùng chính phủ Hoa Kỳ có những biện pháp áp lực và cầm quyền Cộng sản Việt Nam về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Ông Nguyễn Phú, Chủ tịch Hội HO San Francisco đứng ra tổ chức cuộc biểu tình này. Ông kêu gọi cộng đồng người Việt khắp nơi tham gia và phối hợp với cộng đồng Philippines tạo thành cuộc biểu tình hai sắc dân Việt Phi rầm rộ nhất và lớn nhất từ trước tới nay tại thành phố San Francisco. Kính thưa quý khán thính giả, bên cạnh chúng tôi là ông Nguyễn Phú, là hội trưởng của Hội HO San Francisco, là người đứng ra để mà kêu gọi cuộc biểu tình ngày hôm nay và đã được đông đảo thành đồng hương tham dự. Thưa ông, đến bây giờ là 12 giờ 20 phút thì đã có những hội đoàn nào từ nơi nào đã đến tham dự cuộc biểu tình này ạ? Kính thưa quý vị, anh cầm dừng máy. Cho đến giờ phút này thì chúng tôi thấy có rất nhiều đồng bào từ Nam Cali, Bắc Cali mà những đơn vị đã được ghi danh với chúng tôi như Hiệp hội Người Việt San Diego, Ủy ban Liên kết Đấu tranh 08406, Cộng đồng Người Việt Sacramento, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali, Liên Ủy ban Chống Cộng sản Tay Sai Nam Cali, Thanh niên Cờ Vàng Nam Cali, Thanh sinh Phó Đức Chính, Tổ chức Hương Việt, Thanh niên Truyền thống Việt, Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại, Hội Cao Niên San Francisco, Cộng đồng Người Việt Tốt Tình, Liên hội Cựu Quân nhân Bắc Cali, Cộng đồng Người Việt Bắc Cali, Lương Tâm Công Giáo, Cộng đồng Người Việt San Rafael, Cộng đồng Quốc gia Bắc Cali, Lực lượng Sĩ quan Thủ Đức và phong trào vận động. Nhiều đoàn thể đã đến và chúng tôi sẽ bổ túc sau. Luật sư Rodel của cộng đồng người Philippines cho biết,
vào đầu tháng 7 trong một cuộc họp của các ngoại trưởng hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Brunei. Các quan chức Trung Quốc đã bắt đầu cuộc hội nghị bằng cách tuyên bố rằng nếu Philippines tiếp tục khiêu khích Trung Quốc, một phản công sẽ khó thể tránh. Đề cập đến hành động gần đây của Hải quân Philippines gửi quân đến đảo Aurangzeb Reef, chỉ cách khoảng 105 hải lý từ đảo Palawan trong vùng 200 hải lý đặc quyền kinh tế của Philippines và gần 600 hải lý từ các cơ sở gần nhất của Trung Quốc. Hơn nữa, cuộc biểu tình này để phản đối Bắc Kinh. Của Cộng sản Việt Nam thì chúng ta thấy rằng Trương Tấn Sang không xứng đáng là đại diện cho tất cả người Việt ở Việt Nam chúng ta. Trước hết là ủng hộ cái phong trào đấu tranh của các bạn trẻ trong nước để tăng cái tinh thần cho các bạn là luôn luôn là hải ngoại, luôn luôn quan tâm đến các bạn. Điểm thứ hai là chúng tôi đến đây để nhắc nhở và yêu cầu Tổng thống Obama khi gặp Trương Tấn Sang phải đặt vấn đề nhân quyền trước, khi giải quyết được các vấn đề nhân quyền thì mới thể có thể nói chuyện được các vấn đề hợp tác khác giữa Mỹ và Việt Nam. Kính thưa quý vị, trước ống kính của chúng tôi là chị Cao Thị Tình, chủ tịch của Lương Tâm Công Giáo. Thưa chị, theo chị thì Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải làm như thế nào để hải ngoại không còn biểu tình nữa? Tôi nghĩ là ai cũng biết cái câu trả lời. Tức là Đảng Cộng sản Việt Nam họ phải từ bỏ cái đảng của họ đi để mà tạo lập ra một cái cuộc bầu cử dân chủ có cái sự tham gia rộng rãi của toàn dân cũng như các đảng phái đối lập. Thì lập ra một cái chính phủ mà đại diện cho toàn thể các thành phần dân chúng trong cái tinh thần tự do dân chủ, thì chỉ đến khi đó thì cái người dân Việt Nam mới là gọi là tâm phục khẩu phục cái chính quyền lập ra. Còn bây giờ cái Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền cai trị người dân bằng bạo lực, bằng dùi cui, bằng súng đạn và nhà tù, chứ không phải là do cái ý của người dân muốn. Để nói lên tiếng nói phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cam tâm bán đất dân biển cho quan thầy Trung Cộng, phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đàn áp những nhà dân chủ đấu tranh trong nước lên tiếng để đòi tự do dân chủ cho người dân Việt Nam. Phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đàn áp các bạn thanh niên sinh viên yêu nước. Điển hình là gần đây là bạn sinh viên Nguyễn Phương Nguyên cũng như là sinh viên Đinh Nguyên Kha và nhạc sĩ Việt Khang, vân vân. Em là Dung Nguyễn, đến từ thành phố Anaheim. Cảm tưởng của em hôm nay là rất vui vì em biết rằng đồng bào hải ngoại không bao giờ quên những đồng bào thân yêu của chúng ta ở quê nhà. Và chúng em là những người trẻ, thì chúng em xin các bạn trẻ hãy đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, vì chúng ta luôn luôn nghĩ về quê hương đất nước của chúng ta, không bao giờ chúng ta quên quê hương của chúng ta. Phái đoàn của miền Nam Cali và Phi Nha đã đến đây để phản đối những điều mà Trung Cộng đã đàn áp dân tộc của chúng ta. Và xin trân trọng cảm ơn toàn thể đồng hương. Ngọc Phương Nam cùng với lại năm đoàn thể anh chị em với đồng hương Nam Cali cùng với lại 14 người tại Hiệp hội San Diego cùng một chiếc xe bus đi lên tới đây là 11:45 tập trung tại nơi lãnh sự quán của Việt Cộng. Ngọc Phương Nam cùng các anh chị em lên đây, điều thứ nhất là phản đối sự hiện diện có mặt của Trương Tấn Sang, chủ tịch nước của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội hiện diện tại Hoa Kỳ, và yêu cầu đòi hỏi Tổng thống Obama phải nếu như mà Việt Nam có human rights thì mới có những cái sự thương thảo, thương thuyết. Và thứ ba nữa đó là lên đây để đòi hỏi thả tự do cho anh Điếu Cày, vì hiện nay Cộng sản Việt Nam đang bưng bít thông tin khi anh Điếu Cày đã đến ngày thứ 32 tuyệt thực và tình trạng nguy kịch của anh đang có thể là rất là nguy kịch. Trả lại đây cho quân nhân quyền được sống lời trai hùng, tự hào của tổ máu sống là bảo vệ nước.
Ngày hôm nay khối 806 có mặt tại Francisco để cùng với các đoàn thể đồng bào tại Francisco lên án Cộng sản Việt Nam là một đảng hèn với giặc và ác với dân. Đảng Cộng sản Việt Nam đã liên tục đàn áp các người đấu tranh trong nước, những thanh niên yêu nước. Khối 806 kêu gọi tất cả quý vị các đoàn thể cùng tham gia vào khối 806 cũng như ủy ban liên kết đấu tranh để cùng nhau chúng ta đấu tranh yểm trợ hiệu quả cho cao trào Trung Quốc ngồi. Xin cảm ơn quý vị. Bắc Cali, Nam Cali, San Diego và tất cả các đồng hương tại vùng phụ cận của Bắc Cali đã tụ tập hôm nay để gọi là nói lên cái tiếng nói thay cho đồng bào trong nước không nói được, thay cho tất cả những người đang bị tù. Chúng ta hãy nắm tay lên với nhau để cùng một lòng đứng lên để đòi lại cái quyền tự do của con người, quyền lại làm chủ của dân tộc Việt Nam. Thì nói chung là cái tinh thần của đồng bào mình lúc nào cũng cao ngất hết. Cứ chống cộng, chống Trung Cộng lúc nào cũng sẵn sàng. Con người bỏ thì giờ bỏ công sức để đến những cái nơi biểu tình ngay trước tòa Trung Cộng, trước tòa lãnh sự Việt Cộng. Thì chúng ta mong rằng ở trong nước cũng như hải ngoại như khắp toàn thế giới, đồng bào lúc nào cũng nhớ tới Việt Nam, nhớ tới gọi là cái lịch sử mà chúng ta đã từng bị tàu đô hộ cả ngàn năm và cái lịch sử mấy chục năm này bị Cộng sản Việt Nam người đã đè đầu cày cổ. Trương Tấn Sang không xứng đáng là cái người đại diện bởi vì cái tính chất độc đảng, tính cách thiếu dân chủ, tính cách không bầu mà có. Cách đây đúng một năm, ngày hôm nay 24 tháng 7 đã thành lập thành phố Tam Sa và thiết lập quân sự trên toàn biển Nam Trung Quốc. Người Philippines tổ chức ngày toàn cầu phản đối chống lại sự xâm lược của Trung Quốc vào ngày 24 tháng 7 năm 2013 với các cuộc biểu tình phản đối dự kiến trước Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Trung Quốc trên toàn thế giới. Tại Philippines sẽ có một cuộc biểu tình lớn trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Makati. Tại New York, các cuộc biểu tình sẽ được tổ chức ở trước Liên Hợp Quốc. Ở San Francisco, cuộc biểu tình được tổ chức tại Lãnh sự quán Trung Quốc. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay ngày 24 tháng 7 năm 2013, chúng tôi đang có mặt tại Tổng lãnh sự của Trung Cộng tại thành phố San Francisco. Thưa quý vị, đằng sau chúng tôi là tất cả những nhiều đồng bào tại Sacramento, San Francisco, San Jose, Oakland, v.v. Và San Diego cũng đã lên tham dự cuộc biểu tình ngày hôm nay. Và bên cạnh chúng tôi là luật sư Nguyễn Tâm. Hôm nay chúng tôi hợp tác với luật sư Rodel của Philippines, của người Mỹ toàn nước Mỹ đó, để biểu tình trước lãnh sự Trung Quốc là vì cái hòn đảo Ayujin á là chỉ khách đảo Palawan có 85 hải lý, mà đảo Palawan là đảo mà đón tiếp bao nhiêu người Việt Nam tị nạn. Vì thế họ rất là xúc động được sự yểm trợ của Việt Nam đứng lên chống Trung Quốc chiếm đất của họ, chiếm đảo của họ. Và họ không ngờ là cộng đồng Việt Nam chúng ta tới rất là đông, lần đầu tiên một buổi tình vĩ đại kết hợp giai dân tộc và đông đảo như thế. Anh ở thành phố nào đến ạ? Tôi ở Sacramento ạ. Anh đến đây từ lúc mấy giờ? Dạ, chúng tôi đến đây lúc 11 giờ. Anh thấy có cảm nghĩ gì về cái cuộc biểu tình này ạ? Tôi rất phấn khởi là có rất nhiều người Việt Nam đã đến đây để biểu tình chống Trung Cộng, chống chính sách bành trướng của Trung Cộng. Tôi vẫn hy vọng tất cả những người Việt Nam ở trên đất Mỹ, trên toàn thế giới và tất cả những người Việt Nam hiện tại ở Việt Nam hãy hướng về đất Mỹ để thấy là chúng tôi hãy còn hướng về đất mẹ và luôn luôn muốn tranh đấu một nước Việt Nam được dân chủ, được tự do và mọi dân chúng được hạnh phúc. Các anh dân cho xin biết tên của anh ạ. Tôi tên Nhàn Lê. Chúng tôi ở vùng Sacramento, xuống đây cùng tham gia với biểu tình với nước bạn là Philippines. Và chúng tôi rất là phấn khích để mà tham dự cái cuộc mà đấu tranh để mà dịch cái xấu xa của Trung Quốc. Nó là một nước lớn mà nó ăn hiếp các nước nhỏ. Đại đội bữa nay khí thế rất là hùng hồn, chú Mỹ Lợi rất là cảm động thấy tinh thần của người Việt tị nạn cộng sản và người Philippines nói chung, tất cả đều tham gia biểu tình chống Trung Quốc và chống Cộng sản Việt Nam.
Bắc Cali.